Sợ gì còn lột vô nữa hả? Khoai, này, để ta làm cho mày coi. Nè, cái trái này là bắt đầu ăn được rồi nè. Ờ, bỏ cái đó đi. Nè, cái chỉ này là nó dai nhất nè. Lấy cái này luộc ăn mềm mập nè. Người ta chiên làm cái cá cơm chay nó cũng rút gì nè. Cái miếng này nè, không có bỏ hết, bỏ nhiêu hả? Lúc đầu rút, bữa ăn mấy lần cũng có dính cọng đó. Dính cọng đó hả? Ừ. Nhiều khi ta để vậy cho nó dính lại á, nó không bị bở, bị bể ra. Cho tao thấy miếng nó làm rút bỏ. Tại làm nhà thì rút. Bỏ tủ lạnh cái nó tươi chà. Nó còn tươi phải không? Ừ, tươi nhăn luôn chà. Gút mau không lắm ngồi. Không được rồi, đang ngồi tao chịu quá giờ. Này là bắp chuối xiêm nữa nha. Này bắp chuối hộp hoặc là bắp chuối sáp một cái thì thôi. Đâu có ngon. Ủa, bỏ cái đầu đó hả? Cùi. Cái cùi. Chú sáp nó dẻ quá đâu có ngon. Có thể là bắp chưa hộp. Chú hộp có đâu luộc ăn. Cho kho cá gô độc muối chiên trái ớt nguyên trái và nó ra cái vị the của trái ớt nhưng mà nó không cay các bạn. Cách ăn ớt không cay. Còn khi ăn cơm mà lấy cái muỗng mà dít dít rồi ăn coi chừng được. Giờ biết em ơi. Quay lên đó nhìn cái đèn nha. Bắp chuối luộc. Bắp chuối luộc. Rồi cái này ha, cái này mình luộc xong một cái ha. Ăn nguyên một khúc đầu này nè. Chảy ke, chảy ke. Kiến bu nữa rồi. Muối bột nêm. Miếng giấm. Miếng giấm nữa hả? Ủa để giấm dùng chị? Cho trắng. À cho trắng hả? Không ăn chanh được sao? Được, mình đẩy giấm bóp ha. Chanh gì bị đắng. Thêm miếng giấm nữa các bạn. Luộc cho nó. Chanh thì nó bị đắng đó. Chanh. Nó bị đắng nó dễ à. Trời ơi, luộc chín xong chấm cá kho. Giấm nhà làm luôn. Hơi bị ngon luôn. Để sau rồi mới đẹp chuối vô không? Ừ. Nói đèn thùi sao? Rau găm trồng nhà, bắp chuối trồng nhà. Tuyệt vời. Rồi, ăn củ nè, tới luôn rồi. Miếng đường, miếng giấm các bạn. Cái này
Ui, dằn thêm miếng ớt nữa. Tuyệt vời. Hôm qua tôi chạy ngoài môn gió nó bay tôi luôn. Bởi vì cắt nhà đó hả, trong vườn cá chốt trứng kho. Mấy người mà cắt ham cho cao ráo mát mẻ đó.